Ngày 20 tháng 10, lễ hội Rạng Danh Văn hóa ẩm thực Việt khai mạc tại Hội trường Thống Nhất do Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực đặc sắc các vùng miền trên cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10, dự kiến sẽ có khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan ăn uống tại lễ hội. Trong 3 ngày này, đây là dịp để ghi nhận tôn vinh các nghệ nhân đầu bếp có nhiều đóng góp, cống hiến cho nền ẩm thực Việt Nam nhân ngày Đầu bếp Thế giới 20 tháng 10. Năm nay, lễ hội có 100 gian hàng giới thiệu các món ăn vùng miền để phục vụ công chúng. Công ty liên doanh bột quốc tế Intermix với thương hiệu Miko Hương Xưa giới thiệu hàng trăm loại bánh dân gian chế biến từ bột trộn sẵn và phục vụ người tiêu dùng hoàn toàn miễn phí. Trong khuôn viên của lễ hội, lần đầu tiên sẽ trưng bày một bản đồ ẩm thực với đầy đủ những sản phẩm độc đáo, đặc sắc của ẩm thực các vùng miền trên cả nước.